Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về skin của con Decidueye này. Ở bản tiếng Anh nó vừa mới cập nhật thì mình thấy khá lạ. Nó cập nhật quá sớm. Tại vì con này nó sẽ xuất hiện ở Mid-War cùng với cả của con Hoopa phải, đúng rồi. Thế mà hiện tại nó đã cập nhật sớm này thì mình nghi ngờ một chút khả năng về cái lịch bản tiếng Anh có thể sẽ bị đổi một chút. Thì bây giờ mình sẽ review skin của con Decidueye này. Nó là hệ cỏ với ma nhé. Cỏ đây thì nó sẽ dùng quà giống với của Skizor rồi. Và đặc trưng và nó cũng là một con sát thủ hàng sau. Về Decidueye thì về sau cái map của mình ở cấp 100 ấy, thì mình có thể kiếm được mảnh nó mỗi ngày. Hiện tại thì mình đã được 9 sao. Thì Decidueye ấy, nếu mà các bạn nuôi mạnh thì nó cũng là một con khá tốt ở trong Indigo. Chứ còn ở đấu trường thì có nhiều cái nó hơi bất lợi hơn. Nhưng mà con này cũng hiếm người sử dụng lắm. Quả hệ cỏ rồi, trang bị hệ cỏ này.